Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại rằng cuộc tấn công của Iran lần này có thể đẩy hai kẻ thù không đội trời chung này đi đến bờ vực của thực tế mà họ đã tránh trong nhiều thập niên. Đó là chiến tranh lan rộng khắp Trung Đông. Nếu kịch bản đó xảy ra, một cuộc xung đột quy mô rộng hơn sẽ diễn ra như thế nào? Iran đã phóng hơn 300 UAV và tên lửa vào Israel vào đêm ngày 13 tháng 4, dạng sáng ngày 14 tháng 4. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết UAV tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được sử dụng trong cuộc tấn công chưa từng có của Iran. Lực lượng phòng không Israel với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, Jordan và Anh đã chặn nhiều máy bay không người lái và một số tên lửa hành trình trên bầu trời Syria, Iraq và Jordan trước khi chúng bay tới Israel. Các máy bay không người lái và tên lửa khác đã bị hệ thống phòng không Iron Dam, tức là vòng sắt, bắn hạ trên lãnh thổ Israel, Hệ thống này thắp sáng bầu trời đêm với nhiều tiếng nổ, trong khi coi báo động không kích vang lên ở Tel Aviv, Jerusalem và các thành phố khác. Vậy là theo dự đoán, kịch bản đầu tiên đã xảy ra, Iran tấn công tên lửa và UAV quy mô vào lãnh thổ Israel. Trong khi đó, kịch bản thứ hai được đánh giá là xa vời hơn và nguy hiểm hơn, đó là Iran có thể chỉ đạo các lực lượng ủy nhiệm triển khai quân trên bộ từ Syria hoặc Liban. Iran từng tấn công lãnh thổ Israel vào năm 2018 khi Tehran bắn tên lửa từ Syria vào các vị trí ở cao nguyên Golan. Và chi tiết khả năng xảy ra vụ tấn công lần này của Iran đã có trong đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ được công bố vào ngày 11 tháng 4 rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran vào Israel sẽ là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái. Cơ quan trên cho biết, Iran có kho dự trữ đáng kể tên lửa đạn đạo và hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 2.000 km đưa Israel vào tầm bắn. Cũng theo báo cáo này, các máy bay chiến đấu của Israel dự kiến sẽ tấn công đáp trả Iran, bao gồm cả những chiếc trong phi đội máy bay chiến đấu F-35I Adir tăng hình và máy bay chiến đấu F-15I không tăng hình của họ. Israel đã triển khai tín hiệu định vị trên khu vực đô thị thủ đô Tel Aviv vào đầu tháng này để chuẩn bị cho khả năng tấn công của Iran, một màn phô diễn năng lực đánh chặn của nước này. Một khả năng khác có thể xảy ra là chiến tranh mạng. Hơn một thập niên trước, phần mềm độc hại có tên là Sunex đã xâm phạm hoạt động tại một cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran, khiến hệ thống ở đây bị tê liệt hoàn toàn. Mỹ và Israel bị cáo buộc là đứng sau vụ việc này. Đáp lại, Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công của riêng họ, bao gồm cả vụ tin tặc tấn công làm tê liệt các hệ thống máy tính của Israel. Các đồng minh quan trọng nhất của Iran là lực lượng SIS ở Liban, Iraq, Syria và Yemen. Lực lượng Hezbollah ở Liban được bố trí để đóng vai trò quan trọng nhất. Hezbollah đã nhiều lần xung đột với Israel và thường xuyên bắn tên lửa, súng cối và đốc kết vào miền Bắc Israel kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm 2023. Theo tình báo Israel, kho vũ khí của Hezbollah chứa hơn 70.000 tên lửa có điều khiển và không có điều khiển, bao gồm cả tên lửa tầm xa và dẫn đường chính xác. Việc Hezbollah đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Israel có thể thử thách khả năng phòng thủ của Tel Aviv vào thời điểm mà nước này một lúc phải đối đầu với cả Iran và Hamas. Quốc gia thân cận nhất của Iran ở Trung Đông là Syria. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính phủ của Tổng thống Baza assad khó có thể hỗ trợ Iran vì chính CD cũng đang nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước sau khi nội chiến bùng nổ vào năm 2011. Iran có quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc, mặc dù cuộc chiến kéo dài tại Ukraine có thể sẽ hạn chế khả năng giúp đỡ của Moscow đối với Tehran. Trong khi đó, Israel có Mỹ là đồng minh thân cận nhất. Washington hiện đang xúc tiến vận chuyển đạn dược tới Israel để giúp nước này chống lại Hamas ở Gaza. Theo một quan chức hải quân, trong số lực lượng của Mỹ ở khu vực Trung Đông, có hai tàu khu trục hải quân đã di chuyển tới phía đông địa Trung Hải hồi đầu tháng 4, đó là USS Carney và USS Aleppo và cả hai đều có khả năng phòng không. Khi mới bắt đầu bùng nổ chiến sự Israel-Hamas, Lầu Năm Góc đã điều tàu sân bay mới nhất là Gedan Afor và nhóm tác chiến tới phía đông địa Trung Hải, nhưng hiện đã trở về. Ngoài ra, 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ được đặt trong tình trạng báo động cao về khả năng huy động một cuộc chiến tranh Israel-Iran sẽ đặt nhiều quốc gia trong khu vực vào tình thế khó khăn với nguy cơ khiến thùng thuốc súng bùng nổ khắp Trung Đông. Bốn quốc gia Ả Rập gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain, Maroc và Sudan đã ký kết các thỏa thuận hòa bình với Israel vào năm 2020 thông qua hiệp ước Abraham. Mối ngờ vực đối với Iran là một phần nguyên nhân đã gắn kết họ lại với nhau, nhưng khó có quốc gia Ả Đập nào đứng về phía Israel trong cuộc đối đầu với một quốc gia Hồi giáo đồng hương, chứ chưa nói đến một quốc gia hùng mạnh như Iran. Hồi năm 2023, Iran và Ả Đập Xê Út đã khôi phục mối quan hệ ngoại giao sau 7 năm đóng băng. Ả à Đập Xê Út đang có khả năng sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn, trong đó hy vọng đạt được sự đảm bảo an ninh của Mỹ và có thể sẽ cố gắng tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột Iran-Israel. Sau vụ UAV tấn công của Mỹ ám sát tướng Soleimani hồi năm 2020, Iran đã oanh tạc tên lửa nhằm vào các căn cứ của Washington trong khu vực. Nhưng lần này, dù trả đũa cho sự ra đi của những chỉ huy ít danh tiếng hơn, Tehran lại tung đòn ở quy mô lớn hơn. Theo tờ Foreign Policy, cuộc tấn công mới nhất của Iran chống lại Israel đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực sẽ nhấn chìm Trung Đông. Tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, Iran tung hàng trăm máy bay không người lái và nhiều tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo nhằm hướng lãnh thổ Israel. Nước này cũng bắt giữ một tàu container liên quan đến Israel ở eo biển Hormuz. Tehran coi cuộc tấn công là đòn trả đũa vụ không kích ám sát một số chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo gọi tắt là IRGC, trong đó có tướng Mohammad Reza Zadehi ở Damascus City hôm 1 tháng 4 mà họ cáo buộc Israel đã tiến hành. Cuộc tấn công của Iran vào Israel được cho là sử dụng hơn 300 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Con số này rõ ràng là nhiều hơn so với 15 tên lửa đạn đạo mà Iran đã bắn vào căn cứ không quân Ain al-Assad và sân bay quốc tế Ebin ở Iraq để trả thù việc Mỹ giết chết tướng Qasem Soleimani. Tư lệnh lực lượng QUDS tinh nhuệ của IRGC vào tháng 1 năm 2020. Sự khác biệt đó đã nói lên một số điểm đáng xem xét trước hết sự trả thù cho cái chết của tướng soleimani không khác gì ngoài khôi phục danh dự cho iran việc chính quyền mỹ khi đó ra lệnh sát hại một nhân vật quan trọng và nổi tiếng như ông soleimani đòi hỏi iran phải có phản ứng nào đó nhưng tehran vẫn tỏ ra thận trọng để tránh một cuộc chiến leo thang với mỹ trong khi đó, những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4 không nổi tiếng hay quyền lực bằng tướng Soleimani, nhưng đòn trả thù của Tehran lại lớn hơn và tinh vi hơn. Sự khác biệt cho thấy là phản ứng này không chỉ liên quan đến danh dự, đó còn là về một số yếu tố gian đề. Iran nhận thức rõ về quy mô và khả năng phòng không của Israel, quy mô của cuộc tấn công gần như chắc chắn được thiết kế để cho phép ít nhất một số loại đạn tấn công xuyên thủng các tuyến phòng thủ đó và gây ra thiệt hại ở một mức độ nào đó. Việc họ không thể làm được điều đó chắc chắn là một sự thất vọng đối với Tehran, nhưng người Iran có lẽ vẫn có thể tự an ủi rằng cuộc tấn công đã khiến người dân Israel sợ hãi và đáng báo động đối với chính phủ của họ. Iran có lẽ hy vọng rằng điều đó đủ khó chịu để khiến các nhà lãnh đạo Israel phải dừng lại trong lần tới khi họ xem xét một hành động tương tự như cuộc tấn công vào đại sứ quán ở Damascus. Đầu tiên, Iran có thể đạp phóng nhiều tên lửa hơn đáng kể, không phải với số lượng lớn hơn, nhưng có lẽ ít nhất là gấp đôi những gì họ đã làm mà không làm cạn kho dự trữ tài sản tầm xa của mình. Thứ hai, báo cáo ban đầu chỉ ra rằng cuộc tấn công được cho là chỉ tập trung vào một hoặc một số mục tiêu quân sự, bao gồm cả căn cứ không quân của Israel ở ngoại ô 3 cho thấy mức độ thận trọng quan trọng từ phía Iran. Tên lửa có thể được phóng tới Tel Aviv hoặc Haifa, nơi mà bất kỳ tác động nào cũng có nhiều khả năng khiến dân thường Israel thiệt mạng. Điều thứ ba, Hezbollah không tham gia. Hezbollah được xem là át chủ bài trong lực lượng thân Iran với hơn 150.000 thốc kết và tên lửa. Nhóm phiên quân Liban ở Lebanon có thể áp đảo hệ thống phòng không của Israel, nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Hezbollah có thể gây ra một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel, điều mà Hezbollah đang cố gắng tránh. Tehran sẽ chỉ sử dụng con bài Hezbollah nếu những gì họ làm là cực kỳ quan trọng. Tất cả những điều này củng cố đánh giá chiến lược rằng Iran không muốn leo thang với Israel và trên thực tế đang nỗ lực hết sức để tránh leo thang. Mặc dù Israel đã tấn công mạnh vào đồng minh Hamas của Iran, nhưng cuộc chiến ở Gaza cho đến nay vẫn diễn ra mà không có phản ứng từ Tehran. Israel đã bị tổn thương nặng nề trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các kế hoạch bình thường hóa Israel sau địa đập đã bị đình trệ và phần lớn Trung Đông cũng như thế giới rộng lớn hơn đang đổ lỗi cho Israel, Mỹ về tất cả những điều đó. Không có lý do gì để giới chức lãnh đạo Iran gây nguy hiểm tới tất cả những điều đó bằng cách cho Israel hoặc Mỹ một lý do biện minh để gây thiệt hại lớn cho Tehran. Hơn nữa, chính quyền Iran đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể cộng với các cuộc biểu tình lan rộng và bạo lực từ người thiểu số Baloch. Ngoài ra quân đội của Iran được đánh giá là yếu thế hơn và có nguy cơ sẽ thua cuộc nếu xảy ra một cuộc đối đầu toàn diện với quân đội Israel, chưa nói đến việc Mỹ sẽ hỗ trợ đều gần như là chắc chắn xảy ra, một cuộc chiến tranh khu vực mà Iran có thể thua cuộc là một đề xuất đầy rủi ro đối với một đất nước vốn đang ở trong tình thế khó khăn. Tuy nhiên, Iran đã vượt qua một giới hạn, mặc dù nước này có thể không thừa nhận, Iran chưa bao giờ tấn công Israel trực tiếp từ lãnh thổ của mình trước ngày 13 tháng 4. Israel cũng chưa bao giờ công khai tấn công vào lãnh thổ Iran. Tất cả các cuộc tấn công của nước này vào Iran đều là các cuộc tấn công quân sự nhằm vào người Iran ở Syria. Liban và các nơi khác, hoặc các cuộc tấn công bí mật vào lãnh thổ Iran mà Israel không thừa nhận trong cái gọi là cuộc chiến bóng tối. Còn đây là một cuộc tấn công quân sự được thừa nhận, thực sự được tuyên truyền mạnh mẽ nhằm vào Israel từ Iran. Nó có thể mở ra cánh cửa cho Israel làm điều tương tự, thậm chí có thể gây thiệt hại cho Iran nhiều hơn Tehran có thể gây ra cho Tel Aviv.